Chào các bác nhé, nay em giới thiệu cái rau cao su của bên Gai Gai. Cái này là hàng nhập khẩu nhé, mã số này, không phải là hàng gia công. Hàng gia công thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà dùng nó chỉ được 1-2 tháng thôi. Còn cái này thì nó sẽ lâu hơn rất là nhiều.